Sáng ngày 15 tháng 11, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tổ chức lễ công bố cuộc thi viết với chủ đề Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình. Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, qua đó tôn vinh vị trí, vai trò quan trọng của doanh nhân trong xã hội. Họ không chỉ là những người giỏi kinh doanh, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, mà còn là những người biết trân trọng giá trị của gia đình, nhất là với bậc sinh thành và người thân. Cái cuộc thi này chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể khai thác được cái khía cạnh, cái góc độ của cái việc hiếu đạo, cái việc đối với gia đình của một doanh nhân, và từ đó chúng ta đánh bật lên cái việc là một người doanh nhân, một con người dù bận rộn đến đâu thì chúng ta cũng phải luôn hướng đến gia đình, bởi suy cho cùng cuối cùng con người chúng ta cũng phải quay về với gia đình của mình. Ý tưởng tổ chức cuộc thi viết Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình của ban tổ chức đã nhận được những đánh giá tích cực. Chúng ta đang làm việc hết sức cao đẹp. Chúng ta vun bồi cái giá trị vĩnh hằng mà mọi người đều phải đọc lòng. Đó là hiếu nghĩa. Để rồi chúng ta xây dựng một đất nước cường thịnh, hạnh phúc, nhưng giá trị hiếu nghĩa luôn luôn là hiện diện trên tất cả đời sống xã hội. Hôm nay với cái cuộc thi viết này thì nó sẽ cô đọng lại những cái câu chuyện, những cái mặt đời và những cái mà chúng ta đã sống, đã làm và đã trải qua, thì chắc chắn rằng là cuộc thi viết hôm nay rất là có ý nghĩa và sẽ để lại những cái bài viết, những cái bài văn, những cái câu chuyện mà các em, các cháu và mọi người chúng ta đều có thể có thể biết và có thể hiểu được tất cả những vấn đề. Cuộc thi viết Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình do Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn tổ chức không chỉ là một sân chơi chữ nghĩa, mà còn là nơi để chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cảm động và đầy ý nghĩa về lòng hiếu thảo, về sự chăm lo và tình yêu thương trong gia đình của người doanh nhân. Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại và tôn vinh những tấm gương sáng của các doanh nhân, những người luôn biết cân bằng giữa sự nghiệp và bổn phận với gia đình, đồng thời trung hiếu với đất nước và luôn sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm có một giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, một giải nhất trị giá 15 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, ba giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Một giải bài viết được yêu thích do bạn đọc bình chọn, tính theo lượt like, lượt share trên fanpage Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, 1 triệu đồng một giải. Cùng với giải thưởng hiện kim, các tác giả còn được tặng giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi và hiện vật do các nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi. Các tác phẩm được trao giải và đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách. Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động cuộc thi 15 tháng 11 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2025. Thời gian tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2025.